ngày đầu tiên nam chính Haruka chuyển trường, đã diễn ra một trận hỗn chiến trên đường phố, phép màu một trọi người và trường trung học Furin mà cậu sắp chuyển đến, toàn là những kẻ cuồng chiến đấu. Đây là bộ anime chiến đấu đỉnh nhất tháng 4, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và sự ngông cuồng, có thể coi là phiên bản khác của Cross Zero, chủ yếu là những trận chiến mãn nhãn. Nửa đời đầu của nam chính Sakura Haruka không suôn sẻ, hầu như ai cũng ghét bỏ cậu, chỉ vì cậu sinh ra đã có mái tóc đen trắng như gấu trúc, đồng thời màu mắt cũng khác người thường giờ đây cậu buộc phải đến thị trấn này sắp vào học tại trường trung học furin thấy có đám côn đồ đang bắt nạt người trên đường haruka tiến lên định giảng đạo lý cậu ghét nhất những kẻ mạnh miệng cậu khao khát được chiến đấu với những kẻ thực sự mạnh mẽ để khẳng định giá trị của bản thân đừng có xen vào chuyện của tao thật kinh tởm nhớ kỹ khuôn mặt và tên của tao kẻ yếu thì tránh xa tao ra. Đủ mạnh thì đến đánh nhau với tao. Tao là Sakura Haruka của trường trung học Furin. Mặc dù lời nói hơi ngông cuồng, nhưng hành động anh hùng cứu mỹ nhân vẫn thu hút sự chú ý của mỹ nhân. Cô ấy là bà chủ của một cửa hàng gần đó. Cảm ơn Haruka vì đã ra tay nghĩa hiệp, Haruka đi theo cô ấy về cửa hàng. Được biết thị trấn này rất ít người đến vì cho đến gần đây thị trấn này là công viên giải trí của kẻ xấu đủ loại côn đồ lưu manh hàng ngày đánh nhau và ăn quịt trên đường phố nên rất ít người muốn đến định cư bà chủ tên là tachibana cũng là người từ nơi khác đến đối với ngoại hình kỳ lạ của haruka tachibana không tỏ ra khó chịu ngược lại còn thấy rất kỳ lạ điều này đối với haruka mà nói là vô cùng khó tin vì trước đây mọi người đều cho rằng cậu là một kẻ lập dị với tạo hình này chắc chắn là một tên côn đồ cơ bản là không ai ưa nhưng haruka lại không quan tâm trong đầu cậu chỉ toàn là đánh nhau. Đó cũng là lý do tại sao cậu muốn chuyển đến Furin, vì đó là nơi tụ tập của những tên côn đồ trên toàn Nhật Bản. Mỗi ngày ngoài đánh nhau ra thì không có việc gì khác, rất phù hợp với một kẻ cuồng chiến đấu như cậu. Cậu muốn lên đỉnh cao của Furin, một kẻ rác rưởi chỉ biết đánh nhau, bị mọi người ghét bỏ. Đánh cược ngôi vị số 1 bằng đánh nhau chẳng phải rất tuyệt sao? Giống như trận chiến quyết định của vua cận bã. Quá phù hợp. Cảm giác đó thật đáng mong đợi. Chả trách mai mới đi học. Hôm nay đã mặc đồng phục rồi. Cậu cũng thấy phấn khích chứ. Không phải là vì tôi. Mới chuyển đến nên không có quần áo để mặc. À à à. Chắc cậu mong chờ cuộc sống học đường lắm nhỉ. Con kia, ra đây solo với tao. Ông lão trong tiệm chuẩn bị rời đi. Haruka đưa cho ông ấy thứ ông ấy đã quên. Nhận được vài viên kẹo làm quà. Điều này đối với cậu mà nói vẫn là khó tin. Vì trước đây, đối phương chắc chắn sẽ kiểm tra xem đồ của mình có bị trộm mất không. Tachibana ủng hộ cậu đến Furin, nhưng cũng nói trước, với cậu bây giờ thì không thể lên đến đỉnh cao của Furin, không phải vì thực lực, mà vì cậu chỉ có một mình. Haruka sập cửa bỏ đi, đám côn đồ nhất gan nhưng nói nhiều, gom một đám người đến trả thù, nhưng chúng không biết rằng, chàng trai tóc đen trắng này đã bật chế độ vô song. Mày muốn làm gì hả thằng nhóc? Chỉ cần đánh nhau đủ mạnh, chỉ cần là người mạnh nhất là có thể lên đỉnh cao chứ. Điều đó thì có liên quan gì đến việc tao chỉ có một mình? Hãy đánh không lại Một đám người chỉ có thể bắt Tachibana làm con tin Vừa bảo vệ vừa chiến đấu quả thực rất khó khăn Lại còn có kẻ chơi xấu chém một nhát vào mắt cá chân cậu Cây gậy bóng chảy trước mắt đập thẳng vào đầu Haruka nghĩ rằng mình sắp chết Học sinh năm nhất sao May mà có mày ở đây Đồng phục của trường trung học Furin Người đến cũng là học sinh của Furin Đồng thời họ cũng là những người bảo vệ công lý của thị trấn này Vung vẩy thứ này ở thị trấn này có ý nghĩa gì? Tụi mày nên hiểu chứ? Cái gì cơ? Hoàn toàn không có nhiều người như đã nói. Biết trước thì chỉ cần một người đến là được rồi. Người mới gia nhập, thực lực thuộc dạng nghiền ép, chỉ vài chiêu đơn giản đã hạ gục tất cả. Rõ ràng là đám côn đồ đánh nhau, nhưng hàng xóm láng giềng lại đồng loạt cổ vũ cho học sinh Furin. Hóa ra vài năm trước, người giúp thị trấn khôi phục trật tự, chính là học sinh của Furin, họ đã dựng bảng hiệu trong thị trấn, kẻ nào dám phá rối trật tự thì cứ xem nắm đấm có cứng hay không là được. Người dân trong thị trấn đặt cho những thiếu niên này một cái tên là phòng tuyến Furin. Sự thay đổi bất ngờ khiến Haruka cảm thấy khó chịu, đánh nhau mà còn được hoan nghênh. Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Đám côn đồ còn tự cho mình là anh hùng. Cái gì mà phòng tuyến Furin, cái gì mà tấm khiên của thành phố. Ngầu quá đi mất. Nếu là ở đây thì có thể ở bên những người khác sao đây là câu chuyện về một tên côn đồ chỉ biết đánh nhau trở thành anh hùng của thị trấn